U23 Việt Nam vừa có trận mở màn bảng C, vòng loại U23 châu Á 2024 gặp U23 đảo Guam. Chung cuộc, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie giành chiến thắng 6-0. Nhận xét về màn trình diễn của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh nói, U23 Việt Nam hôm nay chơi rất chắc chắn, kiểm soát tốt thế trận. U23 đảo Guam yếu nhưng chúng ta hầu như không để đối phương có cơ hội tấn công, ghi bàn nào, điều đó vẫn đáng khen. Ở phía trên, huấn luyện viên Chu Xie với lực lượng tốt hơn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những quyết định thay người rất tốt để mang về nhiều bàn thắng trong hiệp 2. Nếu có điểm gì U23 Việt Nam cần làm tốt hơn thì chính là ở khâu dứt điểm. Chúng ta ghi 6 bàn đấy nhưng thực tế đã lãng phí nhiều cơ hội. Nếu chúng ta có thể tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn thì chúng ta sẽ khiến các đối thủ khác phải sợ hãi. Dù đội có chiến thắng toàn diện nhưng khi được hỏi về mặt cá nhân, huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh cho rằng U23 Việt Nam thi đấu đồng đều song lại thiếu những nhân tố nổi bật, có khả năng tạo ra bước ngoặt trận đấu giống các nước đàn anh đi trước. Về mặt cá nhân, thực ra tôi thấy các cháu chơi cũng bình thường thôi, không có các nhân tố nổi bật hẳn lên như vài thế hệ trước có Quang Hải, Công Phượng. Tuy nhiên về mặt tập thể nói chung, các cháu chơi đồng đều, đấy cũng là điểm đáng khen. Chiều nay, U23 Yemen và U23 Singapore đã gặp nhau trong trận đấu sớm của lượt đầu bảng C. Chung cuộc, U23 Yemen giành chiến thắng ấn tượng 3-0. Ngày 9 tháng 9 tới, U23 Việt Nam sẽ đấu U23 Yemen. Cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nhấn mạnh, U23 Việt Nam không được phép chủ quan trước U23 Yemen. U23 Yemen đã thắng U23 Singapore 3-0 nên U23 Việt Nam chúng ta không được.